Xin chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống Của Tôi. Ngày hôm nay mình sẽ làm một món ăn ngon, đó là món gỏi củ hủ dừa tôm thịt nha. Ở đây mình có một củ hủ dừa to nè các bạn. Một củ hành tây. Mình có thịt ba chỉ, tôm. Rồi mời các bạn và mọi người cùng chế biến món ăn này với mình nhé. Mình đào cái này. Mình sẽ cắt thịt thịt mỏng nha các bạn. Cái khúc này nó nhỏ nè, mình sẽ cắt mỏng. Được chứ? Chắc là lại cho cái miếng thịt nó bự. Gỡ cho nguội nó dễ cắt cho các bạn. Mình
Ở đây mình có một chén giấm đầy nha các bạn. Tại cái củ hủ dừa nó cứng, chúng ta cần phải cho nước giấm nhiều để cho nó thấm. Ở đây mình có một miếng chanh nè, nặn vào luôn nha các bạn. Tại cái giấm này mà nó gặp củ hủ dừa mà hồi nãy mình rửa đó thì nó sẽ bị lạc. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 3 muỗng đường nha. Một muỗng muối nhỏ. Cho thẳng một muỗng tiêu luôn. Rồi mình trộn lên nha. Các bạn nếm lại thấy cái nước nó vừa đủ chua chua ngọt ngọt là được nhé. Nếu mà nó còn chua quá thì chúng ta sẽ cho thêm đường vào. Bây giờ mình sẽ cho tôm thịt qua một bên thôi các bạn. Trộn lên đi. Bây giờ mình sẽ bày ra cho các bạn. Ở đây là cái phần gỏi, không có thịt cả. Mình bày ra cho trước đi. Mình mới cho cái phần tôm thịt này lên trên nha. Video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ giúp kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và mọi người ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.